Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang vàng tàn thiên nhiên nha cô chú anh chị. Cái tàn thiên nhiên có sẵn hết rồi à, trang vàng lá nhỏ. Cây này về mau thành phẩm, mau chơi nha anh chị. Tàn thiên nhiên nó liền một cốt với này hết trơn ha à, cây rất là đẹp. Cô chú anh chị nào có đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những video mới nhất nha cô chú anh chị. Cây đầu tiên là mã số M1. M nha cô chú anh chị, M1. Đo tổng hoành, tổng hoành nó là 23. Tổng hoành 23, không có đo sát được nha chị, dướng mấy nhánh. Chiều cao 26. Chiều cao 26. M1 300.000. M1 300.000, em bao ship. M2. M2. Cây này liền một cốt không nha anh chị. Tàn thiên nhiên. Tổng hoành là 21. Tổng hoành 21. Chiều cao 21. M2 300.000. M2 300.000. M3. Tổng hoành đó là 24. Tổng hoành 24. Chiều cao 26. M3 250. M4. M4. Tổng hoành đó là 20. Chiều cao 22. M4 250. M5. Chìm chìm lên. Cứ đo tổng hoành. Tổng hoành đó là 21. Chiều cao 23. M5 300.000. M6. Trang vàng lá nhỏ nha quý anh chị. Tổng hoành nó là 19. Chiều cao 21. M6 250. M7. Hoành của nó là 21. M7 250. M8. Hoành nó là 21. Chiều cao 21. M8 300.000. M9. Tổng hoành nó là 21. Chiều cao 20. M9 300.000. M9 300.000. M10. M10. Tổng hoành nó là 17. Tổng hoành 17. Chiều cao 21. Chiều cao 21. M10 200.000. M10 200.000. M11. M11. Tổng hoành nó là 21. Tổng hoành 21. Chiều cao 24. M11 250. M11 250. M12. M12. Tổng hoành là 20. Tổng hoành 20. Chiều cao 18. Chiều cao 18. M12 200.000. M12 200.000. M13. M13. Trang vàng lá nhỏ nghe cô chú anh chị. Tổng hoành nó là 27. Chiều cao 22. M13 300.000. M13 300.000. M14. Cây này đẹp anh chị ơi. M14 nghe anh chị. Hoành nó là 19. Hoành 19. Chiều cao 35. Chiều cao 35. M14 350. M14 350. M15. M15. Cây này vô cái chậu mau chơi lắm chị ơi. Hoành đây là 19. Hoành 19. Chiều cao 17. Chiều cao 17. M15 250.
M15 250. M16, cái này khá là to nè. Tổng hoành nó là 23. Tổng hoành 23. Chiều cao nó là 33. Chiều cao 33. M16 350. M16 350. M17. M17. Tổng hoành 20. Tổng hoành 20. Chiều cao 17. Chiều cao 17. M17 250. Tiếp theo. M18. M18. Trang vàng lá nhỏ nghe cô chú anh chị. Tổng hoành là 23. Tổng hoành 23. Chiều cao 18. Chiều cao 18, liền một bể cho nghe cô chú anh chị. M18 250. M18 250. M19. Ồ, cây này cũ đẹp nè anh chị ơi. Liền lạc luôn ha, liền một bể luôn nè. Tổng hoành nó là 22. Chiều cao 21. M19 300.000. M19 300.000. M20. Tổng hoành nó là 16. Tổng hoành 16. Chiều cao 21. Chiều cao 21. M20 150 em bao xíu. 150 thôi. M21. Tổng hoành nó là 20. Tổng hoành 20. Chiều cao 18. Cây nó liền hết trơn nghe cô chú anh chị. M21 250. 250 thôi, M21. M22. Tổng hoành là 17. Tổng hoành 17. Chiều cao 16. M22 200.000. M22 200.000. M23. M23. Tổng hoành là 14. Chiều cao 18. M23 250. 250 M23. M24. Liền luôn chị ơi. Tổng hoành là 22. Chiều cao 20. M24 250. Rồi tiếp theo M25. M25. Quá trời cũ luôn chị ơi. Tổng hoành là 22. Chiều cao 28. M25 350. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích ghế với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích ghế này, hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500g, là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích ghế luôn nha cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt, số anh em đã sử dụng rồi, rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. Một thôi là mình, nếu mà tưới ít đó, mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha cô chú anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này kìa, siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc chứ không có phun lá ha, chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi. Rất là im. Nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Cái này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Đó, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bán luôn đây. Nè, cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Nè, nè. Cắt rất là mượt luôn á.
mặt cắt nè chị thấy ha, rất là bén này ha, đó rất là bén ngót luôn đó chị xem ha. Này, này hàng cũ này em đã xài rồi nè, gần cả năm nè, à, xài rất là ok nha chú anh chị, bền rất là bền, 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật, 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài, với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây, em lấy cho cô chú anh chị xem ha. Cây cực kỳ bén nha. Này này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây. Làm rất là đẹp của chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị. In in chìm luôn ha. Đó. Rất là bén. Em bao bén ha, mấy cái hàng này là em bao bén, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bén thì trả hàng lại cho em ha. Điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng của Nhật trơn nghe anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết vô anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nghe cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây. Em bao ship. Cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cạp xéo rồi chú chị. Bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cạp tròn. À, em lấy từng cây ra cho quý chị xem. Cạp tròn giá chỉ 350.000 một cây. À, em bao ship luôn. Cạp tròn đây anh chị. Đó. Hàng rất là chất lượng ha. In chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa. Này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng thiệt phẩm anh chị. Giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bén cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha. Nè em bao bén luôn. Đó. Rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe luôn chị. Đây nè. Cưa lách nha anh chị. Đó. Chỉ có 70.000. Mà cưa lách này anh chị mua 2 cây em mới ship nha luôn chị. Mua 1 cây em không ship. Tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship 1 cây nên lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là 2 cây em mới ship, 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục, em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây ha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Ha, 1 2 cây. 3 cây. 4 cây rất là bén. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị. Tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục này luôn nghe cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cây dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.